Kính chào quý khán giả đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Đồng Tháp mở thêm một dây chuyền kiểm định đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân. Gặp gỡ nhóm nhân viên điện lực ứng cứu kịp thời cho người bị tai nạn giao thông. Hãy dừng đúng nơi, đổ đúng chỗ khi lái xe ô tô. Thưa quý khán giả, sau khi triển khai kế hoạch phối hợp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Lấp Vò đã tổ chức nhiều đợt tuần tra trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ có tình hình giao thông phức tạp. Qua 5 ngày cao điểm kiểm soát, ngành chức năng đã lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm. Theo đó, các tổ kiểm soát đã tuần tra lưu động kết hợp với dừng một điểm để kiểm tra cả ngày lẫn đêm trên các tuyến như tỉnh lộ 848-89, quốc lộ 80 và N2B. Đáng chú ý là hỗ trợ cho công tác kiểm soát còn có lực lượng công an, an ninh cơ sở của từng địa phương nơi có tuyến đường đi qua. Qua 5 ngày cao điểm kiểm soát, ngành chức năng đã lập biên bản 97 trường hợp vi phạm. Trong đó, chủ yếu là xe mô tô, xe gắn máy với các hành vi như điều khiển xe mà trong người có nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn đường quy định. Song song với kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền, nhắc nhở cho người điều khiển phương tiện, nhất là nhóm tuổi thanh thiếu niên, về việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng sức khỏe của mình và người xung quanh. Đợt cao điểm kiểm soát tại huyện Lấp Vò được thực hiện trong vòng 15 ngày, từ 5 tháng 8 đến hết ngày 19 tháng 8, với mục tiêu là lập lại trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức cho người cầm lái để kéo giảm tai nạn trong thời gian tới. Để đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và giảm ùn tắc trong những dịp cao điểm, Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ tỉnh Đồng Tháp vừa mở thêm một dây chuyền kiểm định. Với 3 dây chuyền hoạt động giúp cho trung tâm nâng công suất kiểm định có thể phục vụ tối đa lên đến 240 phương tiện mỗi ngày. Dây chuyền kiểm định mới được đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để đảm nhiệm thêm hoạt động của 3 dây chuyền cũng như đảm bảo tốt nhất nhu cầu kiểm định của người dân. Phía trung tâm đã bố trí thêm 5 đăng kiểm viên. Trường hợp phương tiện tăng cao, nhất là thời điểm cuối năm, đơn vị sẽ tăng cường nhân sự để tăng ca và làm việc vào ngày cuối tuần. Trước đó, do hay dây chuyền, mỗi ngày trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới phục vụ cho từ 160 tới 170 phương tiện. Việc mở thêm dây chuyền thứ 3 giúp cho đơn vị này có thể kiểm định đến 240 phương tiện một ngày, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc trong những dịp cao điểm. Hiện trung tâm có 16 đăng kiểm viên, trong đó có 12 đăng kiểm viên bậc cao và 5 nhân viên phụ trách tiếp nhận thủ tục và trả kết quả kiểm định cho người dân. Nếu ô tô phải đăng kiểm theo định kỳ để đảm bảo các điều kiện an toàn, thì xe mô tô gắn máy cũng phải kiểm định khí thải. Quy định này đã đặt ra từ 14 năm trước và mới đây được luật hóa sau khi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa được thông qua. Điều này cho thấy tính cấp bách khi môi trường sống ngày càng ô nhiễm mà khói bụi khí thải từ xe máy được xem là tác nhân chính. Tuy nhiên, để hiện thực hóa quy định mang tính bắt buộc này cũng không thể trong một sớm một chiều. Việc kiểm soát khí thải xe máy dần đã trở nên cấp thiết khi thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh liên tục xếp trong top đầu các đô thị ô nhiễm không khí trên thế giới. Sau khi Quốc hội thông qua quy định này trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các chuyên gia đánh giá sẽ là dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa và vượt qua những trở ngại trước đây. Tuy nhiên, vấn đề về lộ trình và định mức khí thải phải được tính đến. Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh yếu tố về tính thuận lợi, chi phí thấp, tiêu chuẩn linh hoạt, lộ trình phù hợp sẽ quyết định khả năng thành công của mục tiêu này. Tình trạng xe 3-4 bánh và xe tự chế gây mất an toàn giao thông đang tiếp tục là vấn đề nan giải của thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù thành phố đã có những chủ trương cấm phương tiện này từ hơn chục năm trước và tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền xử lý, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Hàng chục xe 3-4 bánh, xe tự chế khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra đều có chung đặc điểm, đó là không gương, không còi, không đèn và các giấy tờ cần thiết để tham gia giao thông. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, những chiếc xe này được một bộ phận người lao động chọn làm phương tiện mưu sinh như chở hàng hóa, vật liệu xây dựng, thu gom rác và phế liệu ở địa bàn dân cư, đường xá nhỏ hẹp và khu vực chợ đầu mối. Do không đủ điều kiện an toàn khi lưu thông trên đường, nên các phương tiện này đang ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông. Cụ thể,
là từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 9 vụ tai nạn, làm 2 người chết, 6 người bị thương, có liên quan đến xe 3 bốn bánh, xe tự chế. Các cái phương tiện không có đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, dẫn đến là mất an toàn giao thông, có nguy cơ là gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Trong cái dịp này để tập trung xử lý quyết liệt và tạo cái sự chuyển biến trên địa bàn thành phố đối với cái xử lý xe thô sơ 3 bốn bánh, xe tự chế. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng cũng đồng thời không ảnh hưởng đến sinh kế của một bộ phận người lao động, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục rà soát toàn bộ hộ nghèo, hộ nhập cư trên địa bàn đang sử dụng xe 3 bốn bánh tự chế làm phương tiện mưu sinh, để có kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Với tinh thần hỗ trợ người trong lúc khẩn cấp, một nhóm nhân viên thuộc công ty điện lực Đồng Tháp đã ứng cứu kịp thời cho một trường hợp bị tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tháp 10. Câu chuyện này không chỉ là hành động đẹp của nhân viên điện lực mà còn khuyến khích mọi người thể hiện tinh thần tương trợ khi người khác gặp phải tai nạn hay sự cố giao thông trên đường. Ngày hôm đó là bốn anh em đi phát quang đống cây gần dây điện giống hôm nay đó, rồi trên đường đi về thì gặp tai nạn giao thông, thì lúc đó người ta cũng đụng xe rồi, người ta ngồi giữa lộ. Thì lúc đó ghé lại thì thấy với cô đó thì bà ngồi ngoài giữa đường á, mà dò cô thì gãy lòi xương ra ngoài rồi, mà mấy người dân thì vòng vòng đó người ta cũng hỗ trợ, nhưng mà người ta không biết sao mà để đem cô vô. Thì anh em thấy vậy thì dùng bẻ mấy cái nẹp tre rồi dùng vải rồi quấn bó cái giò cô lại sơ cứu rồi hỗ trợ đưa lên xe đi bệnh viện. Anh Trần Bình Niên là một trong bốn nhân viên điện lực đã ra sức ứng cứu đôi vợ chồng ngụ tỉnh Long An bị tai nạn giao thông tại cầu 8000 thị trấn Mỹ An xảy ra hồi tuần trước. Theo anh Niên, ngoài việc phải ứng cứu người gặp nạn trong tình huống cấp bách, thì chính kiến thức về sơ cứu cơ bản đã giúp anh và đồng đội của mình tự tin hơn để hỗ trợ nạn nhân bị chấn thương, nhất là các trường hợp gãy xương. Trong cái tình huống băng bó vết thương này kia rồi đó, sơ cứu người bị nạn thì hàng năm thì có học điện lực, có bồi quấn anh em có học thì cũng có nắm bắt, và gặp mấy trường hợp thì anh em cũng tự tin làm để hỗ trợ cho người ta, đang cho người ta qua cơn nguy kịch. Đặc thù của ngành điện là làm việc ngoài trời và di chuyển thường xuyên, vì thế không ít lần các anh gặp tình huống tương tự và ra tay giúp đỡ. Bởi cứu người bị nạn trong mọi trường hợp không chỉ là phương châm của ngành điện, mà còn là trách nhiệm, tinh thần tương trợ của mỗi người dân trong đời sống hàng ngày. Mỗi người thì ai cũng như ai thôi. Thì thí dụ như gặp những cái trường hợp mà nó khó khăn như vậy á, thì mình đều đưa tay ra mình giúp đỡ, thì tranh thủ đưa nạn nhân đến nơi để mà chữa trị để sớm nhất. Chứ để mà lâu thì ảnh hưởng đến tính mạng thì nó khó. Nếu những vệt sơn trắng trước nhà là lời nhắc nhở cho người tham gia giao thông sau vụ tai nạn, thì việc hỗ trợ kịp thời của những thợ điện đã khiến cho bà con sống trên tuyến đường này nhớ đến. Là người chứng kiến vụ việc, bà Võ Thị Ngọc dành sự cảm kích cho tinh thần của những bàn tay đã chia ra khi đó. Nếu mà mình đi dọc đường gặp những người hoạn nạn, mình cũng phải là cần giúp đỡ người ta sớm hơn để kịp thời. Không chỉ là tinh thần tương trợ giữa người với người trong lúc nguy cấp, mà ứng cứu người bị tai nạn giao thông còn thể hiện việc tuân thủ quy định của pháp luật. Bởi việc hỗ trợ, sơ cứu đúng kỹ thuật sẽ giảm di chứng để lại và tăng tỷ lệ sống sót cho nạn nhân sau những vụ va chạm. Thưa quý khán giả, dừng xe đúng nguyên tắc và đổ xe đúng nơi quy định là việc mà người điều khiển phương tiện, nhất là lái xe ô tô, phải thật sự lưu ý để hạn chế va chạm giao thông. Tại Đồng Tháp, với lượng ô tô tăng lên đáng kể trong nhiều năm trở lại đây, thì dừng đổ xe sao cho an toàn, không cản trở lưu thông đang vừa là câu chuyện về ý thức của người cầm lái, vừa là vấn đề đặt ra cho quy hoạch giao thông đô thị. Một bên đường có biển cấm, nhưng rất nhiều ô tô lại nối đuôi nhau đổ tại vị trí này. 17 giờ thời điểm tan tầm, lưu lượng phương tiện qua lại đường Trương Định rất đông. Tình trạng dừng đổ xe quy định này đang cản trở các xe khác lưu thông qua đây. Nhiều khi hai xe một cái là không có chỗ tránh,
rồi phải ve lại. Thứ nhất cái xe Honda trong nó chạy ra, mình phải né, mình phải tránh, mình phải ra, giờ đậu hai bên không, không có đậu, toàn là đậu cặp ngang 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 không, là mình hồi đó giờ quy định đâu có cho như vậy, mà đậu thì cứ gặp là đậu, gặp trống là đậu, gặp trống là đậu, chạy ra chạy vô khó khăn lắm. Xe bốn bánh ra vào gặp khó, còn xe hai bánh qua lại cũng chẳng dễ dàng. Nhiều người đi xe mô tô, xe gắn máy cho biết, những ngày cuối tuần, lượng khách đến trung tâm thương mại vui chơi mua sắm tăng lên, thì ô tô đậu đổ kín ngay bên đường, kéo dài đến nút giao với các đường ở phía sau. Nó bị khuất, kiểu như chỗ mấy cái cua này nè. Đi ai vô sợ nhiều khi né, nó bị khuất cái tầm nhìn của mình. Ghi nhận xung quanh trung tâm thương mại thì chỉ có một bên đường Trương Định, hướng từ đường Lý Thường Kiệt ra đường 30 tháng 4 là cấm đổ xe. Các vị trí khác đều được phép dừng và đổ, nhưng không được cản trở lưu thông. Tuy nhiên, không ít chủ phương tiện cho rằng, với lượng xe ô tô ngày càng tăng, thì càng khó để tìm một vị trí đổ xe thuận lợi. Anh đi ở Sài Gòn, tất cả các khu trung tâm thương mại ở Sài Gòn thì ở đâu cũng phải có một là cái hầm giữ xe, còn hai nếu không có hầm thì cũng phải có một cái tầng lầu giữ xe cho người ta. Còn ở đây em thấy nó cũng bất tiện, cũng có hầm đó, mà hầm đó thì chỉ dành riêng cho xe điện thôi, nó cấm xe xăng vô. Hên là hôm nay giờ này nó vắng, chứ bình thường giờ này cũng chắc cũng kiếm chỗ đậu cũng hơi khó. Sau nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, ngành chức năng thành phố Cao Lãnh đã xử lý nghiêm các trường hợp dừng đổ xe quy định trên tuyến đường này. Tuy nhiên, bên cạnh nâng cao ý thức chấp hành của người cầm lái, thì trong tương lai, các đô thị cần đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, nhất là các bãi đổ xe, để đáp ứng với nhu cầu thực tế đang ngày càng tăng. Chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp đến đây sẽ được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.